thầy này chắc là nó tự tôn vinh nó, nó tỏ ra nó đang ở trong cuộc thương khó đó. Con có hỏi, con có tròn mắt lên con hỏi hai lần, hả? Không được biết xuống mặt đất luôn hả? Nó nói ừ, phải ở trên tầng 3, tầng 2, tầng 3 thôi. Cái đối tượng Thiên Chúa yêu thế, toàn là sấy vô thôi.